Xin chào tất cả các bạn, chuyến bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa các cầu thủ U20 Việt Nam đến sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 15:24. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ rất quan tâm. Ngày hôm nay không có quá nhiều các cổ động viên ra sân để đón, tuy nhiên thì có những cổ động viên rất đặc biệt. Ở phần sau của chương trình thì Vlog Minh Hải sẽ phỏng vấn cặp vợ chồng cực kỳ nổi tiếng trong giới cổ động viên Việt Nam này. Và đương nhiên rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hỏi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, hỏi các cầu thủ của chúng ta xem là họ cảm xúc như thế nào sau khi bị loại. Ở đây là chúng ta nhìn thấy ông Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi, một người đã từng là trưởng đoàn của đội U20 dự World Cup. Và lúc đấy thì huấn luyện viên trưởng là anh Hoàng Anh Tuấn. Đương nhiên là trên phương diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì họ sẽ phải vạch ra một lộ trình để phát triển cái lứa cầu thủ rất tiềm năng này. Và chắc chắn là họ sẽ là những người gánh vác nhiệm vụ đội tuyển quốc gia của chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thử hỏi xem là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có những đề xuất như thế nào để chúng ta phát triển lứa này. Thú thật với các bạn là đây là một lứa cầu thủ rất tiềm năng. Nhưng từ cái tiềm năng này để phát triển các cầu thủ của chúng ta trở thành những cầu thủ có thể gánh vác được cái trách nhiệm dự World Cup thì mình nghĩ là nó không hề đơn giản. Nó cần sự cố gắng của cả các cầu thủ, của cả các câu lạc bộ lẫn Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chắc chắn là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có những đề xuất. Và đây chúng ta nhìn thấy một hình ảnh rất tuyệt vời, những người đồng đội năm xưa, những người trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng năm xưa. Chúng ta nhìn thấy những con người rất thân tình. Và đây cũng được coi là một mối quan hệ rất là khăng khít giữa những người làm ở trong ban huấn luyện và các quan chức của liên đoàn. Chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh rất tuyệt vời, các cổ động viên đón chào U20. Mình thì cảm thấy hơi chạnh lòng một tí, bởi vì quá ít cổ động viên. Đấy, đây là Khuất Văn Khang. Chắc chắn là Khuất Văn Khang cũng sẽ chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có những đề xuất mang tính quyết định. Minh Hải rất hy vọng là sẽ có thể chia sẻ được với các bạn những thông tin mới nhất. Và mình thì cũng rất là mong là chúng ta sẽ sớm có được cái kế hoạch để phát triển cái lứa U20 này. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Khuất Văn Khang, cực kỳ tuyệt vời. Xin được chào mừng tất cả các chàng trai của U20 Việt Nam đã trở về quê. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Với rất nhiều những cầu thủ của U20 Việt Nam thì họ sẽ chuẩn bị lên để tập trung đội U22. Còn bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cùng đi tìm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để chúng ta nghe những lời tâm sự của ông, đặc biệt là kế hoạch cho cái lứa U20 này. Chẳng có gì phải nói nhiều nữa, là những cái màn trình diễn xuất sân của U20 Việt Nam ở cái vòng bảng lần này thì các bạn đã thấy rồi. Từ tinh thần thi đấu, thái độ thi đấu, chất lượng thi đấu và đặc biệt là cái kết quả chúng ta thu được, đó là một cái điều hài lòng nhất. Thật ra trong bóng đá thì cái điều gì nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận một cái vấn đề như thế này. Ở cái trận thua cuối cùng chúng ta thua là xứng đáng. Dù các bạn biết là bóng đá Iran không phải là một cái quốc gia của Đông Nam Á, và cái thành tích của U20 ở cái vòng chung kết U20 lần này tôi nghĩ là chấp nhận được, và cái kết quả đó là chính xác. Chúng ta còn rất nhiều cái khoảng cách. Đương nhiên thông qua những cái trận đấu mà chúng ta chơi tốt thì đó cũng là một cái điều gì đó để chúng ta có cái niềm tin cho bóng đá tương lai, và tôi nghĩ nó là không sai đâu. Nhưng mà tiếc nuối thì ai cũng tiếc, tôi cũng tiếc, các bạn cũng tiếc, và đặc biệt khán giả nhà rất là tiếc. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan là nếu đi tiếp thì rất là tốt, nếu chúng ta dừng lại thì đó cũng là một cái hành trình rất là đẹp. Thật ra mọi sự nó so sánh đều có hợp khiển, mà tôi nghĩ rằng là cái lứa trước đây thì các bạn cũng thấy rồi, bây giờ họ đang ở đâu, nòng cốt đội tuyển quốc gia. Cái điều đó mới là cái điều mấu chốt, và tôi nghĩ rằng là cái lứa cầu thủ này 2-3 năm tới họ cũng như lứa đàn anh Quang Hải, Văn Hội, Tiến Linh, rồi Hồ Tấn Thành, con như vậy. Cái điều đó chúng ta nên suy nghĩ và nhìn nhận một cách nó khách quan, như thế tốt hơn. Để một cầu thủ trẻ được ra sân thường xuyên đó, thì nó cũng liên quan nhiều yếu tố lắm. Mà có thể mình nói ngắn gọn một chút đó là vĩ mô, các câu lạc bộ họ đồng tình hay không, rồi triết lý đó họ có muốn như thế không. Nhưng mà tôi vẫn nói với cầu thủ của mình rằng thông qua cái giải đấu này các con thấy là mình thiếu cái gì ở đây là có nghĩa là các bạn ít được ra sân hàng tuần. Và để làm được điều đó, chính bản thân các bạn phải làm, không phải là câu lạc bộ. Các con phải tập luyện nhiều hơn,
chăm chỉ hơn, quyết tâm hơn, làm mọi thứ để tìm cố gắng tìm lấy một cái sự ra sân hàng tuần ở câu lạc bộ của mình, hoặc là các cầu thủ đã được thi đấu rồi á thì cố gắng giữ lấy cái vị trí của mình bằng cái thể hiện trên sân, bằng cái thái độ tập luyện. Rồi tôi cũng nói một số cầu thủ thêm, nói chẳng hạn như nói với Văn Cường, nói với Đức Việt, nói với Nam Hải, nói với Hồ Văn Cường, mà các bạn tụi con phải tập nhiều hơn nữa để làm sao mình có một cái sức thi đấu ra sân. Chúng ta phải hiểu rằng là bóng đá Việt Nam có cái thay đổi rất là nhiều. Đầu tiên từ câu lạc bộ, câu lạc bộ họ đã quan tâm đến đào tạo trẻ này, họ viện bóng đá họ quan tâm đào tạo trẻ này, tâm bóng đá họ quan tâm đến cái việc đó, và đặc biệt là liên đoàn có những cái định hướng rất là tốt, tạo điều kiện cho các cái đội tuyển quốc gia đi thi đấu ở tập huấn nước ngoài, đương nhiên để theo những điều mong muốn giống như các quốc gia khác hồi xưa, nhưng mà so trước đây rất là tốt. Các bạn thấy là trước các cái giải đấu là các đội tuyển quốc gia chúng ta đều được tổ ở nước ngoài, từ U17, U19, bây giờ là U20, cả đội tuyển U23 quốc gia. Đó có định hướng liên đoàn rất là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng để tốt hơn nữa là bản thân các câu lạc bộ cũng tập trung cao độ hơn nữa. Số lượng các câu lạc bộ mà quan tâm đến số lượng các cầu thủ trẻ, các cầu thủ nhiều hơn nữa. Để từ đó chúng ta có một số lượng cầu thủ nhiều. Từ cái số lượng cầu thủ nhiều đó chúng ta sẽ chọn lọc những cầu thủ tinh tế nhất. Và thấy như V-League một số câu lạc bộ thì có rất nhiều đội trẻ, hệ thống là tốt. Nhưng một số câu lạc bộ không có. Tôi hy vọng là sắp tới này các câu lạc bộ thay đổi tư duy, tập trung vào trẻ nhiều hơn. Đương nhiên đối với câu lạc bộ thì đội bóng là quan trọng nhất, nhưng mà nếu không có các hệ thống đào tạo trẻ thì cái đội bóng đó nó tồn tại nó còn tính nó chỉ là nhất thời thôi. Như các bạn thấy vì sao đội Hà Nội FC trước đây, Hà Nội TNT, họ rất ổn định, luôn luôn trong top đầu và vô địch quốc gia rất là nhiều. Vì sao? Đằng sau cái hệ thống đào tạo trẻ họ rất là tốt. U21, U19, U17 vô địch quốc gia thường xuyên. Đó là một cái bài học mà chúng ta phải cần quan tâm, phải suy nghĩ thêm đối với góc độ các cầu thủ. Trong một giải đấu rất là tốt mà đã cũng đã thể hiện được bản thân của mình, mọi người đã cùng nhau cố gắng để mà có thể làm những điều tốt nhất. Em nghĩ là sau khi mà gặp những đối thủ mạnh ở châu Á thì không chỉ riêng với cả toàn đội, cũng như là em nghĩ là sau này ở các lứa U nhỏ hơn hay là khi mà em gặp lại thì em vẫn có một cái tự tin nào đó là mình có thể chiến thắng được những đối thủ đó, và em nghĩ đây sẽ là một bước đệm để mà các cầu thủ có tự tin nhiều hơn. Khi mà đội mạnh thì em nghĩ là khả năng mà mình kiểm soát bóng sẽ ít hơn, nhưng mà ngoài đó mình sẽ phải làm việc nhiều hơn để mà có thể mà không để thua, hay là mình phải chạy nhiều hơn. Thì nghĩ là khi mà có bóng thì toàn đội sẽ bỏ chắc chiêu từng cơ hội một. Đấy là những điều mà đội tuyển U20 đã làm được. Đến bọn em đã làm việc cùng nhau và thấy đã ra những đấu pháp mà xem video để có thể phân tích đối thủ, và em có thể ra một chiến thuật thật lý nhất để gặp từng đối thủ một. Thì em nghĩ là toàn đội đã làm rất tốt về việc tuân thủ luật pháp của huấn luyện viên. Về việc thi đấu ở câu lạc bộ thì em nghĩ là em cần phải cố gắng nhớ nữa, vì em biết ở câu lạc bộ vẫn còn rất là nhiều những anh tốt hơn em, và em cần phải cố gắng nhiều để mà có thể mỗi khi vào sân thì em giúp bản thân mình, thì khi đó thì em mới có thể huấn luyện viên tin tưởng và tiếp tục ra cơ hội. Tôi tên là Đinh Anh Tuấn, nhà ở Sóc Sơn, Hà Nội. Vợ chồng tôi đều theo dõi trực tiếp 3 trận vòng loại U20 vòng chung kết châu Á. Thì cái đầu tiên là tôi thấy cái tinh thần thi đấu của các cháu rất là mạnh nạc, rõ ràng và có tinh thần chiến đấu vì dân tộc Việt Nam. Hâm mộ các cấp đội tuyển, nhưng riêng lần này thì đội U20 do huấn luyện viên nội Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt thì vẫn truyền thống từ 4 năm trước, thì các cầu thủ trẻ thi đấu rất hay và cống hiến, người hâm mộ được trào dâng. Chính vì thế mà hôm nay hai vợ chồng tôi biết tin khi đội U20 của nước thì bằng mọi cánh cố gắng thu xếp để đến đón đội tuyển, để động viên đội tuyển U20. Nói chung là nhiều lần là đi đón đội tuyển là hai vợ chồng nhà tôi là đều đi, nhưng mà cũng rất nhiều lần là cũng chỉ có thấy hai vợ chồng nhà tôi đi đón thôi, cũng thấy người hâm mộ cũng một là chắc là cũng bận việc, hai là cũng ít người đi đón lắm. Là cũng tinh thần là cũng vì là thương các cháu mà đi đón để cho các cháu yên tâm. Ở nhà không yên tâm nên là quyết tâm là phải đi. Biết là cũng ít người đi đón cho nên là cũng phải cố gắng để đi, để cho có người đi đón cho an ủi các cháu. Tại vì là cũng quá hâm mộ bóng đá các cấp độ cho nên là cũng chưa bỏ trận nào cả. Ngoài nước thì ít hơn, nhưng mà trong nước là đa số là trận nào cũng đi. Vợ chồng tôi gửi tới ban huấn luyện và các cầu thủ, vì còn rất là trẻ thì cũng hãy cứ cống hiến hết mình
và tập luyện hết mình để cống hiến người hâm mộ. Mà người hâm mộ chúng tôi không bao giờ quay lưng với đội tuyển, mặc dù vừa qua thi đấu tại Uzbekistan chưa được thành công lắm, thì rơi vùng bảng đấu rất là tự tiền. Trong bảng đấy có 4 đội, thì 3 đội cấp đội tuyển quốc gia người ta đã từng dự World Cup, Qatar, Australia và Iran. Thế cho nên là bóng đá nó còn liên quan đến cả may mắn. Vì thực ra có những khi ở vòng chung kết thế giới ấy, 3 điểm cũng đã vào được vòng trong rồi. Mà vừa rồi đội Việt Nam, U20 Việt Nam thắng 2 trận 6 điểm, đây là đen đủ. Chứ thực ra cũng không phải là các cháu đá kém, mà các cháu đá rất là tận hiến. Mà chính vì thế vợ chồng cô chú rất là yêu bóng đá Việt Nam, mà thực ra là nó cũng ngấm vào cả máu thịt vì tình yêu đội tuyển và tin trong tương lai Việt Nam, bóng đá trẻ Việt Nam sẽ được bay cao, bay xa hơn. Mà trong thời gian tới là SEA Games tổ chức tại Campuchia, trong số này một số vài cầu thủ sẽ được ông Chu Dê sẽ gọi luôn vào đội tuyển. Cái đấy là do cái phong cách của từng huấn luyện viên. Nếu huấn luyện viên nội có khả năng còn được vào thi đấu, nếu huấn luyện viên ngoại chưa chắc được thi đấu. Bởi vì là thực ra thì nếu mà thi đấu vì thành tích ấy, thì người ta không cho những cầu thủ trẻ vào thi đấu. Từng chứng kiến Nhâm Mạnh Dũng cũng hơi tiếc, nói chung là cũng hơi đã đánh đầu bàn thắng vàng để Việt Nam lần thứ 2 vô địch SEA Games tại sân Mỹ Đình, nhưng cuối cùng là vẫn không được đá chính, ít khi được đá chính. Cho nên là cũng rất là hơi tiếc và hơi buồn là hiện nay là cái V-League của mình là sử dụng cầu thủ ngoại quá nhiều, cho nên là các cầu thủ trẻ chưa được thử sức ở V-League. Cũng mong là các huấn luyện viên cũng cho các cháu trải nghiệm nhiều và cũng cọ sát nhiều để cho đá bóng ngày một tốt hơn, chứ cứ đứng dự bị mãi thì cũng cái kém. Kinh nghiệm thi đấu ra đấu trường quốc tế nó sẽ tốt hơn. Chắc chắn là có rồi, chắc chắn là sẽ đợt này sẽ gọi một số cầu thủ U20 rồi. Vì những cái tên như là Khuất Văn Khang rồi Quốc Việt rồi Văn Trường rồi Vĩ Hào là những cái tên đấy là chắc chắn rồi.